hàng triệu con bướm chúa màu cam và đen di cư đến Mexico sau khi trải qua hành trình dài hơn 3.200 km từ Canada sang Bắc Mỹ. Các khu bảo tồn ở bang Michoacán phía tây Mexico, di sản thế giới và là nơi có khu bảo tồn bướm chúa lớn nhất đất nước, thường là một điểm thu hút lượng lớn du khách. Mùa bướm chúa di cư cũng là thời điểm mang lại nguồn thu lớn từ hoạt động du lịch cho cộng đồng địa phương. Tuy nhiên, do đại dịch COVID-19, số lượng du khách đã giảm mạnh. Những khu bảo tồn này hầu như vẫn mở cửa trong suốt thời gian xảy ra đại dịch, song số lượng du khách đến đây chỉ đạt 15% so với mọi năm. Mọi năm chúng tôi đón khoảng 2.500 người vào mỗi cuối tuần, song hiện tại chỉ có khoảng 350-400 người. Tình hình rất khó khăn, nhiều người kiếm sống từ mùa bướm di cư này đã không đủ tiền trang trải và phải đóng cửa hoạt động kinh doanh. Mặc dù vậy, theo các cơ quan môi trường, sự suy giảm của hoạt động du lịch lại giúp các khu bảo tồn hy vọng giữ chân được những đàn bướm này lâu hơn, giúp bảo vệ chúng trước những thách thức về biến đổi khí hậu hay các tác động từ phía con người.